Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Tâm nhé. Vâng, anh ở tỉnh Bến Tre. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube của Zika Audio thì anh có đặt cho mình một đôi loa chép rời PD6. Vâng, thì trước tiên thay mặt công ty Zika Audio tôi cảm ơn anh Tâm ạ. Anh Tâm nhé, thì đây là đôi chép rời PD6 được mạ màng đồng, rất là đẹp. Và đặc biệt là phía bên trong cái họng của chép thì có một cái hình đầu đạn rất là khỏe, nhìn rất là hay, thấm hố, trưng bày rất là đẹp và chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Đứng chép rất là mềm, không bị chói. Vâng, và cái họng được làm hút này thì cho tiếng chép nó vọng xa hơn. Các dòng khác thì nó làm phẳng, vì thế cái độ tỏa nó không có, cái này nó có độ tỏa rất là hay. Nó đánh cái giải chép là mềm. Nó không bị chói, không và là lan tỏa khắp không gian, nghe rất là huyễn hoặc ạ. Còn đây là sản phẩm mới bên em bảo hành 1 năm và lỗi 1-1 trong vòng tháng đầu. Rồi thì bên em đang test thử cho anh Tâm đi ạ. Vâng, trước khi gửi rất là cẩn thận. Và đặc biệt cái dòng này bên em, đây em ngả nó ra. Được bên em tặng kèm những cái tụ để cho những cái đôi chép PD6 này để chống cháy. Vì thế các bác có thể kết nối trực tiếp đằng sau loa hoặc đằng sau đẩy hoặc đằng sau ôm ly đều được nhé. Vâng, thì đây này bên em đang đấu trực tiếp đằng sau đẩy đấy ạ. Vâng, đẩy công suất rất lớn, 850W một kênh, nó không hề cháy đâu ạ, các bác dùng thoải mái. Đây, tiếng chép em cho to lên tí nhé để các bác cùng trải nghiệm giải chép nhé, nó không bị chói đâu ạ. Anh em quay sát vào. Vâng, đấy các bác nghe rất êm tai. Và đặc biệt cái dòng này được mạ màng đồng, nhìn nó rất là khỏe. Vâng, cái chép PD6 này, cái họng nó rất to, không như cái dòng chép khác, nhìn nó nhỏ đâu ạ. Vâng, cái này kết hợp với tất cả những cái dòng loa mà thiếu chép hay nào mà các bác muốn nghe giải chép cao, hỗ trợ rất là tốt. Các bác em đang kết nối với lại cái băng cơ lai số WeWood mã là VHL T9 Plus và một cái đẩy 4 kênh WeWood mã là 4850L 850W một kênh, mà cái PD6 chạy vẫn là miệt mài đấy ạ. Nói chung nhìn em nó rất là gấu, nhìn rất gấu luôn ạ. Vâng anh Tâm nhé, hiện tại cái chép PD6 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây anh xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Anh ở Tây Ninh, Bến Tre, thì bên em ở Hà Nội thì bên em ship đường bưu điện cho anh nhé. Vâng, sau cùng thì em chúc anh Tâm và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh Tâm, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.